Có một cái dòng laptop mà mình cảm thấy là các hãng đã bỏ quên tại thị trường Việt Nam một thời gian tương đối là lâu rồi. Đó chính là những cái chiếc laptop Ultrabook mỏng nhẹ có kích thước màn hình đâu đấy khoảng tầm là 14 inch. Tuy nhiên thì phải được trang bị trong đó là một combo cấu hình rất là mạnh, bao gồm một con chip hiệu năng cao, đi kèm với đó là một cái card đồ họa rơi. Tất nhiên là mình cũng hiểu được lý do tại sao mà các hãng lại bỏ quên cái phân khúc này. Đó chính là bởi vì cái việc nhồi nhét một combo cấu hình quá là cao vào một cái chiếc laptop mỏng nhẹ như vậy thì thật sự nó là một cái vấn đề rất là đau đầu, đặc biệt là với cái khâu tản nhiệt. Và ngoài ra nữa thì những cái chiếc laptop như vậy nó cũng sẽ có trong ta được một cái mức giá nó không hề dễ chịu một chút nào. Một cái điểm mà có lẽ là ở thị trường Việt Nam thì cũng không phải là quá nhiều người sẵn sàng chi tiền, đúng không? Mặc dù vậy thì rõ ràng là cái nhu cầu dành cho những cái chiếc laptop như vậy nó vẫn là có, đặc biệt là cho những bạn nào mà kiểu như là muốn có được cho mình một cái chiếc laptop mỏng nhẹ nhưng mà nó phải đủ mạnh mẽ để có thể là học những cái ngành liên quan đến thiết kế đồ họa này, truyền thông đa phương tiện, hay là các bạn học những cái mảng liên quan đến chỉnh sửa ảnh này, hay là edit video, hay thậm chí nhá là kể cả những bạn mà đang đi làm trong những cái ngành đấy, các bạn đã có sẵn một cái chiếc PC rất là mạnh mẽ hay là một cái chiếc laptop gaming chẳng hạn để có thể là cày kéo chính rồi, và các bạn chỉ cần một cái chiếc laptop mỏng nhẹ để có thể là thi thoảng mang ra ngoài mà hiệu năng của nó vẫn phải đáp ứng đủ để có thể là làm được những cái công việc hàng ngày của các bạn mà thôi. Thì ngày hôm nay nhá là mình đang có ở đây một cái sản phẩm như vậy. Đây chính là một cái chiếc laptop tới từ Acer có tên là Acer Swift X. Một cái chiếc laptop Ultrabook chỉ có kích thước màn hình là 14,5 inch, đi kèm với đó là trọng lượng chỉ khoảng tầm 1,5 kg mà thôi. Tuy nhiên thì nó được trang bị cấu hình lên tới là con chip Intel Core i7-13700H, đi kèm với đó là card đồ họa RTX 4050. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau là mở hộp cũng như là trên tay và đánh giá nhanh xem là cái chiếc máy này nó sẽ có những cái điểm gì thú vị nhá. Mình là Pat và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Laptop World. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nói qua một chút về cái hộp của chiếc máy này nhá. Thì nhìn chung là chúng ta sẽ có được một cái phong cách thiết kế hộp tương đối là đơn giản ở đây. Và theo như Acer nói thì cái hộp của cái chiếc máy này nó sẽ có cho chúng ta được cái khả năng tái chế rất là cao. Ngay cả những cái miếng mút gọi là cái mút chống sốc ở phía bên trong để có thể là che chắn cho cái chiếc laptop của chúng ta thì nó cũng sẽ được làm hoàn toàn từ giấy luôn để có thể là đảm bảo về cái khả năng tái chế của cái hộp này. Và ngoài ra nữa nhá thì chúng ta cũng sẽ có được hai lớp hộp ở đây để có thể là bảo vệ tốt hơn cho cái chiếc laptop này, đúng không nào? Một cái lớp hộp ngoài cùng này, đi kèm với đó là chúng ta sẽ có được một cái hộp rất là gọn ở phía bên trong như thế này. Thật ra là không gọn lắm đâu, nó cũng to bằng cái hộp này đấy. Tuy nhiên nhá thì cái hộp này là chúng ta cũng sẽ có được thêm một số thông tin của chiếc máy này. Đầu tiên đó chính là các bạn có thể thấy được ở đây chúng ta sẽ có được một cái tem Office Home Student dán rất là to ở đây, đúng không nào? Nói chung là bình thường thì mình thấy là những cái chiếc laptop mà được tặng kèm cái bản quyền của Microsoft Office thì thông thường là nó sẽ chỉ dán một cái tem nó rất là bé mà xong mà thôi, chứ không thấy có chiếc laptop nào mà dán hẳn một cái tem nó khá là to như thế này. Và ngoài ra nữa thì ở cái phần mặt sau là chúng ta cũng sẽ có thêm một số những cái tiêu chuẩn về màn hình ở trên cái chiếc máy này nhá. Ví dụ như là màn hình ở trên chiếc máy này nó sẽ đạt chuẩn VGA Display HDR luôn, cũng như là nó sẽ có cho chúng ta được một cái tiêu chuẩn iSafe ở đây. Và theo như cái tiêu chuẩn này mình thấy được có vẻ như nó sẽ là một cái tiêu chuẩn liên quan đến hạn chế phát xạ ánh sáng xanh để có thể là bảo vệ mắt cho người dùng. Rồi ok, tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau mở hộp chiếc máy này ra để xem là phía bên trong sẽ có những gì nhá. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có được ở đây đó chính là nhân vật chính, cái chiếc Acer Swift X với những cái phần mút chống sốc như các bạn thấy ở đây, đúng không nào? Là nó làm hoàn toàn từ giấy luôn để có thể là đảm bảo về cái khả năng tái chế cho cái chiếc máy này. Đây chính là nhân vật chính của chúng ta, cũng đặt được ở trong một cái túi vải. Và mình nghĩ là túi vải này cũng sẽ là một cái túi vải theo kiểu dạng là tái chế được. Chúng ta sẽ có ở đây đó chính là cái chiếc Acer Swift X phiên bản màu xám các bạn nhé. Và tạm thời thì mình sẽ đặt cái chiếc máy này qua một bên và cùng xem là ở phía bên trong hộp thì sẽ còn những cái gì. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ có ở đây đó chính là một cuốn sách hướng dẫn sử dụng Acer Swift X 14. Và cuốn sách hướng dẫn sử dụng này thì nó sẽ có sẵn cho chúng ta là tiếng Việt luôn nhá, để các bạn có thể là tiện tìm hiểu về cái chiếc máy này. Và ngoài ra nữa thì như thường lệ đây chính là một cái phong bì khá là bí ẩn thường thấy ở trong hộp của những cái chiếc laptop Acer. Chúng ta sẽ còn một cái món phụ kiện cuối cùng ở đây mà thôi, đó chính là về cái phần bộ sạc của chiếc máy này. Thì bộ sạc trên chiếc máy này nó sẽ là một cái bộ sạc sử dụng cổng kết nối là USB Type-C với cái công suất đó chính là 100W nhá. Tức là chúng ta sẽ có được một cái chiếc laptop với một cái cấu hình nó rất là cao ở đây, nhưng mà nó sẽ chỉ có sạc là 100W mà thôi. Và cái bộ sạc 100W như thế này là chúng ta sẽ có được một cái công suất là hoàn toàn bằng so với cả bộ sạc ở trên cái chiếc Acer Swift X 14 AI mà Thanh Thủy đã gửi tới các bạn ở trong một cái video trước đây. Và đó là tất cả những gì mà chúng ta có trong hộp của cái chiếc Acer Swift X này rồi. Rồi ok, tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với nhân vật chính, đó chính là chiếc Acer Swift X. Cái cảm nhận đầu tiên của mình đó chính là cái chiếc laptop này nó sẽ có một cái phiên bản màu xám, cũng như là cái chất liệu cấu thành thì nó sẽ hoàn toàn là từ kim loại luôn. Mình không rõ là cái chất liệu cấu thành ở đây nó sẽ là nhôm hay là hợp kim nhôm maze hay là một cái gì đấy. Tuy nhiên thì sờ vào cảm giác nó mát lạnh luôn. Và ngoài ra nữa thì cái chiếc máy này mình cảm giác như là nó cũng sẽ có cho chúng ta được một cái mức độ cứng cáp rất là cao. Khi mà mình nhấn vào cái phần mặt A như thế này, cũng như là về cái phần khung bàn phím thì nó sẽ cho mình được một cái mức độ cứng cáp rất là lớn luôn các bạn nhé.
có thể nói là một trong những chiếc laptop mà có được cho chúng ta cái mức độ cứng cáp là cao nhất ở trong cái phân khúc giá này mà các bạn có thể kiếm được. Chúng ta cùng chuyển sang với cái phần cổng kết nối ở trên chiếc máy này đi. Thì chúng ta sẽ có ở đây là một cái chiếc laptop với kích thước màn hình chỉ có 14,5 inch mà thôi. Tuy nhiên thì mình cảm thấy là cổng kết nối cũng được trang bị tương đối là đầy đủ trên chiếc máy này. Đầu tiên thì ở cái phần cạnh bên trái là chúng ta sẽ có ở đây, đó chính là một cổng kết nối HDMI này, đi kèm với đó là một cái cổng USB-A. Và theo như là cái ký hiệu mình thấy ở đây thì có vẻ như là cổng USB-A này nó sẽ có thể hỗ trợ sạc cho những cái thiết bị bên ngoài, kể cả khi mà chúng ta đã tắt máy. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có ở đây đó chính là hai cổng Thunderbolt 4, đi kèm với đó là một cái jack tai nghe 3.5mm. Ngoài ra nữa thì ở cái phần cạnh bên phải là mình sẽ thấy có thêm một khe khóa Kensington, đi kèm với đó là một cái cổng USB Type-A nữa. Và tiếp theo đó chính là một cái khe thẻ nhớ microSD nhá. Và trong cái quá trình mà mình để ý về cái phần cổng kết nối trên chiếc máy này thì mình cũng có nhìn qua một chút về cái gọi là cái mức độ tinh xảo khi mà Acer đã làm ra cái chiếc Acer Sweepix này. Nhìn chung thì xét về cái mức độ tinh xảo là mình thấy là nó sẽ nằm ở trên một bậc so với cả cái dòng Acer Sweep Go mà Thanh Thủy đã gửi tới các bạn một video trước đây. Và cái này thì có lẽ là chúng ta cũng dễ hiểu thôi, bởi vì vốn là cái dòng Acer Sweepix này nó sẽ ở trong một cái phân khúc giá cao hơn mà. Nó vẫn sẽ có ở đây, đó chính là một cái form máy nó tương đối là vuông vức và sẽ có nhiều đường cắt xẻ khá là vuông góc, đúng không nào? Và đây có vẻ như là một cái ngôn ngữ thiết kế chung ở trên cái dòng sản phẩm là Acer Sweep này rồi. Tuy nhiên thì ở trên cái chiếc Acer Sweepix này là mình thấy Acer đã xử lý rất là khéo những cái phần góc cạnh như thế này. Đối với cả những cái góc mà nhìn nó rất là bo vuông như này thì trên thực tế là nó vẫn sẽ có một chút những cái đường bo nhẹ. Và từ đấy thì khi mà chúng ta cầm vào cái chiếc máy, cảm giác nó sẽ không bị quá là sắc lẹm như là trên cái chiếc Acer Sweep Go 14 kia. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng chuyển đến với cả cái phần khung bàn phím của chiếc laptop này nhá. Thì chúng ta sẽ có ở đây là một cái phần cụm bàn phím khá là truyền thống của những cái chiếc laptop Acer mà thôi. Chúng ta sẽ có ở đây là một cái cụm phím mà nó sẽ là phím bình thường thôi, và nó sẽ hơi thu nhỏ vào một chút ở cái phần giữa của cái khung bàn phím. Nói chung là nếu như mà để có một cái gì đấy là góp ý thì mình sẽ chỉ muốn là cái phần bàn phím này nó sẽ có cho chúng ta được một cái layout nó lớn hơn ở những cái thế hệ sau thôi. Bởi vì là với một cái kích thước phím mà nó lớn hơn thì khi mà chúng ta gõ phím nhanh ấy thì cảm giác như là nó sẽ có cho chúng ta được cái độ chính xác là nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì xét về cái cảm giác gõ nhá, thì mình cảm thấy là cái phím này hành trình thì nó sẽ không phải quá sâu đâu, nhưng mà về cái độ này thì nó sẽ khá là tốt. Đi kèm với đó là cái phần mức độ cứng cáp ở trong cái phần khung bàn phím của chiếc máy này nó cũng sẽ rất là cao. Thế cho nên là khi mà các bạn gõ phím ý, thì cảm giác nó rất là chắc chắn ở trên cái chiếc máy này. Cái phần phím ở trên chiếc máy này thì chúng ta cũng sẽ có được led bàn phím là màu trắng, đi kèm với đó là một cái lớp phủ ở phía trên. Lớp phủ này thì nó sẽ hơi mịn một chút, đấy, sờ tay vào hơi mịn một chút, nhưng mà mình thấy là nó sẽ không để lại bất kỳ mồ hôi và dấu vân tay nào giống như là trên những cái phần lớp mịn khác. Và ngoài ra nữa nhá, thì mình cảm thấy là cái phím này về lâu về dài nó cũng sẽ có vẻ như là khá là lì đấy, nó không dễ bị bong chóc một chút nào đâu. Chúng ta sẽ có ở đây đó chính là một cái touchpad với kích thước tương đối là lớn ở trên cái chiếc Acer Sweepix. Và cái cảm giác G cũng như tracking nhá, là mình cảm thấy nó rất là mượt luôn anh em ạ. Nó mượt hơn rất là nhiều so với cả những cái chiếc Ultrabook khác mà mình từng được trải nghiệm. Và mình nghĩ đây sẽ là một cái touchpad có thể đáp ứng được cho các bạn khá là tốt với những cái tác vụ cơ bản, trong cái trường hợp là các bạn không tiện để có thể là sử dụng chuột cho lắm. Xét về cái cơ chế bảo mật đi, thì chiếc laptop này cũng sẽ có cho chúng ta đó chính là bảo mật vân tay được tích hợp ở trên nút nguồn của chiếc máy này. Và cái phần nút nguồn nhá, mặc dù là nó để ở cái vị trí là ngay cạnh phím delete, khá là dễ bấm nhầm đúng không nào. Tuy nhiên thì cái phần nút nguồn này, thứ nhất nhá, là Acer đã thiết kế cho nó một cái lực nhấn nhá, là nó sẽ phải cứng hơn rất là nhiều so với cả những cái phím bình thường. Và ngoài ra nữa thì khi mà các bạn lỡ nhấn vào cái phần nút nguồn này thì kể cả là khi mà ấn xuống được nhá thì máy nó cũng sẽ không bị shut down. Nếu như mà các bạn muốn cái chiếc máy này nó shut down thì các bạn sẽ phải nhấn và giữ nút nguồn trong khoảng tầm đâu đấy là từ 2 cho đến 3 giây. Cho nên là mình nghĩ cái cơ chế này nó cũng sẽ có thể hạn chế được cho chúng ta cái tình trạng bấm nhầm vào cái phần nút nguồn này luôn. Ở phía trên cái phần nút nguồn này thì các bạn cũng có thể dễ dàng thấy được là chúng ta sẽ có được một cái ký hiệu có tên là DTS ở đây, đi kèm với đó là một cái dải chấm ở trên cái phần khung bàn phím, đúng không nào? Tuy nhiên thì các bạn cần phải lưu ý nhá, đó chính là cái phần dải phía trên này nó sẽ chỉ là một cái khe hút gió để có thể là hỗ trợ cho cái phần tản nhiệt của chiếc máy này mà thôi. Còn xét về cái phần loa ngoài thì chúng ta vẫn sẽ có được hai dải loa ngoài được trang bị ở cái phần mặt đáy với cái sự hỗ trợ công nghệ tới từ cái thương hiệu là DTS. Chúng ta sẽ cùng chuyển lên với cả cái phần màn hình đi. Thì mình chắc chắn luôn, đây chính là một trong những cái màn hình toàn diện nhất mà các bạn có thể kiếm được ở trên laptop ở trong cái phân khúc giá này. Màn hình ở trên cái chiếc laptop này thì được Acer áp dụng một công nghệ có tên là Cine Crystal. Và đây sẽ là một cái màn hình có kích thước đó chính là 14,5 inch trên cái tỷ lệ là 16:10. Và chúng ta cũng sẽ có được cái độ phân giải lên tới là 2.8K ở trên cái chiếc máy này, với cái tấm nền OLED mang lại cho chúng ta được cái độ bao phủ màu lên tới là 100% DCI-P3, đạt chuẩn HDR luôn nhá. Và chúng ta cũng sẽ có được cái phần màn hình này là đã được cân màu trước từ nhà sản xuất rồi, với cái sự hỗ trợ từ thương hiệu đó chính là Kaoban. Tức là đây sẽ là một cái màn hình mà có thể đáp ứng được cho chúng ta rất là tốt những cái công việc liên quan đến content creator, cũng như là thiết kế đồ họa, chỉnh sửa ảnh và edit video, đúng không nào? Bởi vì đây sẽ là một cái màn hình mà có cho chúng ta được cái độ chuẩn màu rất là cao, đi kèm với đó là cái độ bao phủ màu cũng cực kỳ là lớn nữa. Và ngoài ra nữa thì màn hình ở trên chiếc máy này cũng sẽ có cho chúng ta luôn là cái tần số quét lên tới 120Hz.
Và từ đấy thì các bạn có thể là thoải mái làm những cái tác vụ liên quan đến chơi game nhẹ nhàng ở trên chiếc máy này, hay thậm chí nhá là kể cả các bạn có lướt web nhẹ nhàng, lướt những cái trang web mà nó sẽ theo chiều dọc ấy, có nhiều chữ, thì với một cái màn hình có cái tần số quét là 120Hz nó cũng sẽ mang lại cho chúng ta được một cái trải nghiệm là nó mượt mà hơn rất là nhiều. Rồi ok, màn hình thì có thể nói là hoàn hảo, không có điểm nào để chê rồi. Thế còn cấu hình của chiếc máy này thì nó sẽ là như thế nào? Chúng ta sẽ có được ở đây là một cái combo cấu hình cũng cực kỳ là mạnh luôn, đi kèm trong đó là một con chip có tên là Intel Core i7-13700H. Chúng ta cũng sẽ có sẵn ở đây đó chính là 32GB RAM được hàn chết hoàn toàn và đã được xem sẵn là đùa channel luôn rồi nhá. Ngoài ra nữa thì chúng ta cũng sẽ có sẵn ở đây đó chính là card đồ họa RTX 4050 với cái mức TGP mà mình thấy ở đây đó chính là 50W. 50W là đã cao hơn so với cả một số những cái mẫu laptop phi bình ở trên thị trường rồi nhá. Phải nói thật với các bạn là khi mà mình thấy được cái chiếc laptop này được trang bị một cái dòng card đồ họa RTX 4000 series thì mình cảm thấy là mừng cũng như là an tâm hơn rất là nhiều, kể cả là khi mà nó chạy ở một cái mức TGP nó không quá là cao. Lý do đơn giản đó chính là bởi vì card đồ họa RTX 4050 ở trên chiếc máy này thì kể cả là nó chạy ở cái mức TGP là khoảng tầm 45W, tức là cái mức thấp nhất nhá, thì nó vẫn sẽ mang lại cho chúng ta được một cái hiệu năng là cao hơn so với cả RTX 3050 6GB RAM mà chạy ở cái mức TGP lên tới là 95W. Nói chung là cái dòng card đồ họa RTX 4050 nói riêng cũng như là RTX 4000 series nói chung thì nó đã quá là nổi tiếng về cái khả năng tối ưu hiệu năng chiếu điện cũng như là về cái khả năng quản lý nhiệt độ ở trên cái dòng card đồ họa này rồi. Cho nên là cái việc mà trang bị một cái phiên bản RTX 4000 series ở trên một cái chiếc laptop nó mỏng nhẹ như thế này thì nó sẽ vừa đảm bảo cho các bạn là có được một cái mức hiệu năng tốt hơn so với cả RTX 3050 6GB mà chạy tối đa watt điện luôn nhá. Và nó cũng sẽ vừa đảm bảo cho các bạn đó chính là về cái phần nhiệt độ thì nó sẽ không quá là nóng ở trên một cái chiếc laptop như thế này. Cụ thể hơn thì sắp tới là mình sẽ gửi tới các bạn những cái bài test hiệu năng chi tiết ở trên cái chiếc Acer Swift X này để xem là cái khả năng quản lý nhiệt độ của nó như nào nhá. Ngoài ra nữa thì chúng ta cũng sẽ có sẵn ở đây đó chính là 1TB bộ nhớ SSD. Đi kèm với đó là một cái con cạc Wi-Fi cực kỳ là xịn luôn, đó chính là Killer Wi-Fi 6i với cái tên mã là AX1675i. Nói chung là cái dòng card đồ họa Killer tới từ Intel này thì nó đã quá là nổi tiếng rồi về cái mức độ an tâm cũng như là cái mức độ ổn định trong cái quá trình sử dụng. Và cũng rất là mừng khi mà cái dòng sản phẩm Acer Swift tới từ Acer nhá thì nó đã được trang bị cái dòng card đồ họa Killer này ngay cả ở trên những dòng sản phẩm ở phân khúc giá thấp hơn, ví dụ như là cái chiếc Acer Swift Go 14 AI chẳng hạn. Cuối cùng thì chúng ta sẽ đến với cả cái yếu tố liên quan đến viên pin của chiếc máy này đi, thì chúng ta cũng sẽ có được một cái viên pin mà mình nghĩ là Acer đã cố gắng hết sức để có thể là nhồi nhét vào một cái chiếc laptop có kích thước màn hình chỉ có 14.5 inch như thế này rồi. Chúng ta sẽ có được một cái viên pin với dung lượng là 76Ah ở trên cái chiếc máy này, kết hợp với đó là một cái màn hình tấm nền OLED khá là tiết kiệm điện, thì mình nghĩ là cái chiếc laptop này nó cũng sẽ có thể mang lại cho chúng ta được một cái thời lượng pin nó tương đối là tốt. Khi mà các bạn rút sạc ra nhá, thì kể cả là với một cái chiếc laptop với combo cấu hình nó rất là cao, đi kèm với đó là có chip Intel ở đây thì nó sẽ không phải là chuẩn Evo. Tuy nhiên thì mình tự tin là nó cũng sẽ có thể đạt được cho các bạn đâu đấy là khoảng tầm từ 4 cho đến là 5 giờ đồng hồ sử dụng với cái chiếc Acer Swift X này. Kết hợp với đó là chúng ta cũng sẽ có được cái công nghệ sạc nhanh Fast Charging là được trang bị ở trên cái chiếc Acer Swift X này. Thì theo mình nhá là các bạn có thể là thoải mái sử dụng trong vòng một buổi sáng chẳng hạn. Sau đó thì đến buổi trưa các bạn nghỉ ngơi một chút, đi ăn trưa, nghỉ ngơi đúng nào, thì các bạn có thể là cắm sạc cho cái chiếc laptop này và buổi chiều thì có lẽ là chúng ta cũng sẽ có được một cái chiếc laptop gần như là đầy pin 100% để có thể là thoải mái sử dụng hết buổi chiều rồi đúng không nào. Nói chung là ở trong một cái mức giá chính hãng là khoảng tầm 39.990.000 đồng thì các bạn đang có ở đây là một trong những cái chiếc laptop có kích thước màn hình 14.5 inch duy nhất ở trên thị trường bây giờ được trang bị cho chúng ta một cái combo cấu hình rất là mạnh, bao gồm con chip là Intel Core i7-13700H cũng như là cả đồ họa RTX 4050. Và ngoài ra nữa thì nếu như mà các bạn mua cái chiếc laptop này tại Laptop World từ giờ cho đến hết ngày 30/6/2024 thì các bạn sẽ còn được tặng kèm thêm một phiếu mua hàng với trị giá lên tới là 1.200.000 đồng, áp dụng để có thể là mua những cái sản phẩm ở trong cái danh mục sản phẩm là linh kiện phụ kiện tại Laptop World nhá. Tức là các bạn hoàn toàn có thể là sử dụng cái phiếu mua hàng này để có thể là mua thêm những cái món phụ kiện, ví dụ như là chuột này, phím này, hay là thậm chí mua thêm SSD để có thể là cắm vào cái chiếc laptop này cũng như là cắm bóc rời để có thể là mang đi lại làm việc thì nó sẽ rất là tiện đúng không nào. Và ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ còn một cái ưu điểm nữa mà có thể nói là thiếu sót nếu như mà không nhắc đến ở trên những chiếc laptop Acer, đó chính là chế độ bảo hành 3S1. Nhìn chung thì với một cái chiếc laptop như là cái chiếc Swift X này thì các bạn sẽ mua về để có thể là làm việc cũng như là học tập là chính đúng không nào. Và nếu như mà chẳng may cái chiếc laptop của chúng ta nó có bất kỳ một cái vấn đề gì đấy thì các bạn có thể là gửi bảo hành chỉ trong vòng là khoảng tầm 3 ngày mà thôi, tính cả thứ bảy và chủ nhật nhá, thì Acer sẽ cam kết là hoàn tất cái quá trình bảo hành cho các bạn. Còn nếu như mà họ không thể hoàn tất quá trình bảo hành cho các bạn thì họ sẽ đổi mới cho các bạn một cái chiếc laptop mới hoàn toàn 100% luôn. Tức là cái quá trình làm việc cũng như là học tập của chúng ta thì nó sẽ không bị ngắt đi quá là lâu đúng không nào. Và đây sẽ là một cái ưu điểm rất là lớn, đặc biệt là cho những cái chiếc laptop mà sinh ra để có thể là học tập cũng như là làm việc như là cái chiếc Acer Swift X này. Còn các bạn thì sao? Các bạn nghĩ gì về chiếc laptop này thì hãy đừng quên là để lại dưới phần bình luận cho chúng mình cùng biết nhé. Và nếu như mà cảm thấy video hữu ích có thể để lại cho chúng mình một like, một share và một sub. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.